Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày 7 tháng 10 của Báo Hà Tĩnh. Mở đầu bản tin, như thường lệ sẽ là những thông tin chi tiết dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, sáng và đêm trời lạnh, vùng núi cao trời rét, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ ở phía Tây Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 17 đến 29 độ C. Một số nơi vùng núi cao, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 13 đến 15 độ C. Chuyển sang phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, trời có mây, sáng và đêm trời lạnh, vùng núi cao trời rét, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ ở phía Đông Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 18 đến 30 độ C. Một số nơi vùng núi cao, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 14 đến 16 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế xuất hiện hai hình thái thời tiết khác biệt. Khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Nghệ An, mây thay đổi, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 29 độ C. Trong khi đó, khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ tại khu vực này dao động trong khoảng từ 21 đến 27 độ C. Qua đến khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, có nơi trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ tại đây dao động trong khoảng từ 23 đến 31 độ C. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ tại Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 21 đến 30 độ C. Một số nơi ở vùng núi cao tỉnh Lâm Đồng, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17 đến 19 độ C. Còn với khu vực Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ tại Nam Bộ dao động trong khoảng từ 24 đến 31 độ C. Vừa rồi là tình hình thời tiết các vùng miền trên cả nước. Còn bây giờ, chuyển sang thông tin thời tiết các khu vực ở Hà Tĩnh. Khu vực đồng bằng và ven biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ tại khu vực này dao động trong khoảng từ 22 đến 27 độ C, độ ẩm trung bình từ 80 đến 89%. Chuyển sang khu vực miền núi phía Tây, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ tại đây dao động trong khoảng từ 21 đến 28 độ C, độ ẩm trung bình từ 83 đến 90%. Còn với khu vực thành phố Hà Tĩnh, sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, chiều mưa giảm dần, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ tại thành phố Hà Tĩnh dao động trong khoảng từ 22 đến 27 độ C, độ ẩm trung bình từ 80 đến 88%. Ở phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin thời tiết của một số tỉnh, thành phố trên cả nước trong ngày 7 tháng 10.